Và Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem cách sử dụng máy đo huyết áp của Myrolife B3 Basic ha. Dòng B thì nó là dòng đời mới 2021-2022, còn dòng A là trước đó cả nhà ha. Nếu mà như chúng ta mua hàng chính hãng của Myrolife thì chúng ta sẽ được bảo hành 5 năm và vòng vẫn 2 năm. Cả nhà chú ý nha, nhớ mua hàng chính hãng nha. Tại vì nếu mà hàng chính hãng á, mà lỗi do nhà sản xuất, trong 5 năm chúng ta sẽ được đổi máy mới nha. Thì giá của hãng là 1.350.000 cả nhà ha, 1.350.000. Rồi nếu mà cả nhà có gì thắc mắc á, cứ gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại ở bên dưới tiêu đề của sức khỏe 60 giây. Rồi thì cái dòng B3 Basic á, nó là cái dòng tầm trung ở giữa của cái dòng bình dân và cái dòng phòng khám cao cấp. Thì cái dòng B3 Basic là 1.350.000 thì có chức năng gì? Tức là ngoài chức năng đo huyết áp, đếm nhịp tim cơ bản ha, thì mình còn có thêm chức năng là tim đập loạn nhịp, cảnh báo sớm tim đập loạn nhịp nè, vòng quấn đúng tư thế nè, cái này là cái model từ B trở lên đó là có rồi. Và thêm chức năng nữa đó là lấy kết quả trung bình của hai lần đo liên tục cả nhà ha, và có ngày giờ nhớ và bộ nhớ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khui máy nha. Tất cả các chức năng đều có trên vỏ hộp ghi chi tiết cho chúng ta rồi. Bây giờ mình khui ra thì bên trong máy mình sẽ có một cái túi sách như thế này. Ngoài ra thì có rất là nhiều hướng dẫn bằng tiếng Việt nè, rồi phiếu bảo hành và những cái sổ thông tin về huyết áp và đường huyết để chúng ta có thể tham khảo thêm. Rồi bây giờ mình khui máy nè. Ở đây thì có rất là nhiều dòng máy từ cổ tay đến bắp tay ha, cả nhà mình có thể xem thêm trên kênh Sức Khỏe 60 giây và có thể liên lạc với Hoàng Sơn để tìm hiểu thêm thông tin. Rồi đi theo máy thì mình sẽ có cái gì? Một cái máy, thằng máy nè. Rồi dòng quấn ha, và pin này, chúng ta sau này mua pin tốt ha, để không bị chảy pin hư máy. Còn nếu mà như mua pin thường thì chúng ta ít có xài thì phải lấy pin ra hoặc là kiểm tra thường xuyên. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ có thêm cục adapter cả nhà ha. Cái cục này thì nó gần 200.000 đó. Nếu mà như bác sĩ hay xài hoặc ở quê thì hay xài cái cục nguồn như thế này, mình có thể mua thêm đó. Còn như những dòng cao cấp thì mình sẽ được tặng thêm rồi. Rồi trên màn hình này hình có sẽ có gì đây đó. Trên cùng là đồng hồ ngày giờ. Rồi con số này là huyết áp tâm thu khi tim thu nhỏ lại. Con số giữa là huyết áp tâm trương khi tim phình to ra. Và dưới cùng là nhịp tim. Rồi bên đây thì mình sẽ có cái biểu tượng của dòng quấn đúng tư thế ha. Không đúng tư thế thì cũng báo luôn, để cả nhà mình có thể xem lại kết quả. Và đây là tim đập loạn nhịp ha, cảnh báo tim đập loạn nhịp luôn ha. Rồi mở nguồn nè, tắt nguồn nè, bộ nhớ nè. Và đây là chức năng trung bình. Khi mà mình chuyển sang chức năng trung bình, nó sẽ đo hai lần liên tục để ra kết quả. Ví dụ đối với những dòng máy của hãng khác thì mình sẽ đo trong 10 phút, mình đo 1, 2, 3 lần mình mới được kết quả. Còn cái máy này mình có thể chọn chức năng bình thường, tức là đo một lần ra kết quả nó sẽ khá là nhanh. Và chọn chức năng đo trung bình, nó sẽ bơm, đo xong xả ra, nghỉ tí xíu khoảng 15 giây, sau đó sẽ bơm lên rồi sẽ ra kết quả tiếp. Rồi cả nhà ha, bên đây là chỗ cắm dòng quấn. Bên còn lại là mình sẽ cắm cái cục nguồn adapter, cắm trực tiếp vào điện để xài. Rồi bây giờ mình sẽ thử máy nè. Pin nè ha, mình sẽ có pin thử ở đây. Bây giờ mình sẽ lắp pin mới vào. Ở dưới mình sẽ xài 4 viên pin 2A, pin to nè ha. Cả nhà chú ý nha, đừng để chảy pin nha. Tại vì cái máy này mình bảo hành 5 năm như xài được rất là lâu, 5-7 năm là bình thường đó. Nên là nếu xài pin pin thường á, mình chú ý để chảy pin, ít xài thì lấy pin ra. Còn những cái pin khô như thế này theo máy mình không có xài chảy pin đâu. Rồi bây giờ mình sẽ lột cái miếng dán ra. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vòng quấn ha. Đây mình mở vòng quấn ra, đây là cái miếng dán. Thì cả nhà chú ý cái chỗ màu vàng đó, mình sẽ nắm ở chỗ này, mình banh ra. Mình đeo vòng quấn bên tay trái. Nếu mà áo mình mỏng thì để nguyên, còn áo mình dày thì mình có thể tháo ra, mình có thể mặc áo ngắn tay hoặc là áo mỏng hơn. Rồi cái cọng dây nằm giữa tay nha, bên tay trái gần tim nè. Rồi mình sẽ kéo thẳng cái vòng quấn ra, cũng không cần mạnh lắm đâu, mình vừa phải thôi. Mình sẽ quấn nó lại.
Rồi cả nhà thấy nó vẫn còn thoải mái nè, cọng dây nằm giữa tay. Rồi cắm cái cọng dây vào bên hông của máy ha. Rồi cắm sát vào. Thì khi mình bỏ pin vào, đồng hồ nó sẽ chớp như thế này. Còn nếu không chớp á, thì mình sẽ bấm vào cái nút biểu tượng cài đặt ngày giờ. Mình sẽ bấm vào cái chữ MAM nè, nó sẽ chớp. Sau đó mình sẽ bấm vào cái nút tăng giảm. Rồi ok, rồi mình sẽ tiếp tục bấm cái nút này. Thay vì như những cái model bình thường á, thì mình sẽ có cái biểu tượng là cái đồng hồ, nhưng mà do cái này có chức năng đo trung bình nên là mình sẽ biến cái chữ đồng hồ thành cái chữ MAM. Bấm cái. Rồi cả nhà chú ý có 3 nút thôi nha, không có nhầm lẫn được. Tắt thì nút giữa, còn cứ cài đặt ngày giờ là 2 nút bên đây. Tăng lên, ví dụ là 7 giờ. Còn nếu mà mình lỡ lố thì mình cứ bắt đầu đây, mình vẽ luôn, mình sẽ giữ luôn nè. Nếu mình lỡ lố, đây là tháng trước ha. Đó là tháng 2 nè. Nếu mà lỡ lố thì mình đè giữ luôn thì nó sẽ chạy xe dòng. Rồi, chuyển qua ngày. Ví dụ đây. Rồi, bấm chuyển qua giờ. Ví dụ là 6 giờ sáng đi. Mình cài đúng thì mình sẽ dễ quản lý hơn. Rồi phút. Rồi ok. Vậy là xong cả nhà ha. Đó. Thì trước khi đo, mình ngồi thoải mái nè, ngồi nghỉ. Khi mà mình mới lao động hoặc là mình đi ngoài đường vô, mình ngồi nghỉ 50 phút cho sức khỏe mình nó thư giãn, nó bình thường. Để mình đo, mình mới biết được sức khỏe mình nó ổn hay không. Cả ngày thì mình có thể đo bất cứ lúc nào cũng được. Nhưng mà nếu mà để so sánh á, thì mình nên đo cùng thời điểm trong ngày nha. Ví dụ hôm nay buổi sáng đo, ngày mai, ngày mốt cũng vậy. Để mình coi trong tháng mình so sánh trong tháng huyết áp mình có ổn hay không. Khi đo thì không nói chuyện cả nhà ha. Ngồi thoải mái, ví dụ mình ngồi ở bàn học, bàn ăn, bàn làm việc. Rồi bấm đo nè ha. Máy này là công nghệ mới nên chạy rất là êm, tiết kiệm pin và khá là nhanh. Rồi chúng ta đã có kết quả. Bây giờ mình sẽ tháo dòng quấn ra. Và đây là cái chức năng thường. Bây giờ Hoàng Sơn sẽ giới thiệu thêm cả nhà một xíu, rồi mình sẽ tiếp tục về cái chức năng trung bình. Bên đây nếu mà huyết áp mình bình thường, nó sẽ cái mũi tên chỉ vào cái màu xanh. Huyết áp mình cao nhẹ màu vàng và cao nghiêm trọng nó màu đỏ nha. Con số trên cùng là huyết áp tâm thu, khi tâm thu nhỏ lại mình sẽ được con số lớn. Mình tra bên cái dãy huyết áp tâm thu, mình có một cái cuốn sổ như thế này nè, mình sẽ được cái bảng huyết áp luôn đó. Ví dụ huyết áp tâm thu mình tra bên dãy huyết áp tối đa. Con số giữa là huyết áp tâm trương, khi tâm hình to ra còn gọi là huyết áp tối thiểu, mình tra bên dãy huyết áp tối thiểu. Ví dụ 128 và 73, 128 nằm đây, 73 nằm đây, đó là huyết áp bình thường của mình ha. Rồi dùng quán đúng tư thế nè, cái này là cái mũi tên báo huyết áp tốt hay không. Rồi nếu mà xem lại bộ nhớ cả nhà ha, bấm vào chữ M đó thì nó sẽ hiển thị lên kết quả trung bình của mình. Sau đó mình bấm từng cái thì nó sẽ hiện số 3, 2, 1. Ví dụ mình đo nhiều lần thì mình sẽ có ngày giờ trên đây. Rồi bây giờ Hoàng Sơn sẽ sử dụng cái chức năng đặc biệt của nó là MAM cả nhà ha. Bây giờ mình tắt máy nè. Rồi mình sẽ đeo vào ha. Mình sẽ thử xem cái chức năng của nó, của cái dòng mắt tiền này nó như thế nào. Kết quả trung bình, nhưng mà sẽ thời gian sẽ nhiều hơn cái lúc đo lúc nãy. Mình bấm một cái thì nó sẽ chuyển qua chế độ MAM, là mình chế độ đo trung bình nha. Rồi còn nếu mà mình muốn đo bình thường thì mình bấm cái nữa, nó sẽ tắt. Tắt tức là đo một lần, đo giống như mọi khi mình thấy. Còn cái này nếu nhà mình có thời gian mình sẽ đo vậy thì nó sẽ hay hơn. Rồi và nó sẽ tốn pin hơn đó nha. Bây giờ bấm đo nha. Rồi mình sẽ xem đo trung bình nó sẽ ra như thế nào. Số 1 lần đầu tiên.
Rồi, và bây giờ á, chuẩn bị lần thứ hai, nó sẽ cho thời gian đếm ngược là khoảng 15 giây. Ở cả nhà ha. Chút xíu ra kết quả mình sẽ xem. Nếu mà nó có hiển thị tim đập loạn nhịp nó sẽ báo trên đây, còn không có là tốt ha. Lần 2. Rồi, chúng ta đã có kết quả ha. Rồi, bây giờ cả nhà mình cùng tham khảo nè. Đó, đây là kết quả của chúng ta rất là tốt nè, đang nằm ở cái mức MAM là đo trung bình. Tại vì thường cái huyết áp mình nó sẽ thay đổi lăn tăn giống như sóng vậy nè, thì mình đo 2-3 lần nó sẽ lấy trung bình, thì cái độ chính xác nó sẽ rất là cao, 117 ha, là nằm trong khoảng thường như thanh niên nằm trong khoảng từ 100-130 là quá tốt nè. 73 là huyết áp tâm trương, nhịp tim là 79 lần trên phút cả nhà ha. Rồi, giống như nãy Hoàng Sơn nói, nếu mà nó không hiển thị tim đập loạn nhịp lên đây thì là tốt ha. Còn nó hiển thị lên đây mà thường xuyên, nó hiển thị thì mình nên kiểm tra về sức khỏe hoặc là mình hỏi ý kiến của bác sĩ. Ví dụ tim mình là nhịp đập từ 60 đến 90 là bình thường đi, nhưng mà trong cái số lần 70 này nè mà nó lại có báo tim đập không đều, tức là nó cảnh báo sớm về tim đập bỏ nhịp hoặc là đập nhanh hoặc đập loạn nhịp. À, ví dụ giống như tiếng xe máy nổ không đều á, bình thường nó nổ đều đặn mà có lúc nó đập bỏ nhịp, rồi có lúc nó lại tăng lên cả nhà ha. Rồi, hôm nay Hoàng Sơn chia sẻ cả nhà mình vài thông tin. Cả nhà mình có gì thắc mắc thì có thể liên lạc trực tiếp với Hoàng Sơn hoặc số điện thoại bên dưới nha. Cả nhà mình nhớ lựa chọn hàng chính hãng để được chế độ bảo hành tốt nhất, và mình đảm bảo yên tâm về cái sản phẩm của mình là hàng chất lượng. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.